Nhà của Nguyễn Công Hoan mà nước vô cỡ này á, là bà con là thiệt hệ te tu hết trơn đây. Nãy giờ cách nhau 10 phút mà nước đã lên khoảng là 10 phân rồi bà con. Trời ơi, tiếp quá đi, nước chảy xiết lắm. Hiện phải trên báo động 3 khoảng là 60 phân rồi mọi người. Hồi nãy mình mới đưa cái hình lên là cái bọn dưới này còn ở 10 phân, bây giờ là lút luôn rồi. Anh Phụng ơi, ra đây bác Dế bơi bác Dế. Đoàn phát trực tiếp cho bà con của chỗ này, còn mấy những cái nhà phía đoạn phía trên kia là lúc nát hết trơn rồi đó. Đoạn trên là vùng trũng là giờ là lúc nát hết rồi. Ở dưới này là sót chợ, khu này là nước nó vùng này là nhà nào họ cũng làm cao với nâng nền lên cao hết nên nó cũng đỡ một tí, mà nước giờ chữ đoạn lớn này không biết sao tình hình sao đây. Bây giờ tôi đang lọ mọ dọn hồi chiều trời cái trơn à. Ở cái nhà bên đây là dọn mà chịu trời, còn nhà bên kia thì dọn sam, nhà kia thì dọn sam ngày hôm qua rồi, để chắc đồ hết trên cô rồi. Bây giờ để mấy anh được coi bên đó. Trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy lời nước lớn này, cũng nước mà nó lên bằng cái mắm, lên bằng cái này này là bằng năm 99, bằng nhà của này lên lón cái này này là bằng năm 99 đây mọi người, nhà này cao lắm. Khiếp quá, thì lũ mấy ông nội xả xả cái kiểu gì mà canh cái chi mà không biết luôn, điều tiết á mẹ mà nó mã mấy ông luôn, mày dân te tua ở trời như liên tục ba trận. Ôi trời ơi, khiếp, nước chảy xiết lắm. Giờ đường ở đây thành cái sông này. Thôi biên qua đó thôi cho nghe, đừng quên lậu qua lại nó nước lớn chảy nguy hiểm nghe. Không đi nữa nghe. Thôi, ở bên đây, phàm thủ. Đó, cảnh mấy cần nó đưa lên cho rằng để nữa. Biết là núi này, Nam đây mà bạn nó là 21 năm trước rồi thôi, không thấy gì chịu nổi. Giờ là có rất nhiều nhà là ngập nát hết trơn rồi đây bà con ơi. Nhà hoang là còn khoảng là 5 tấc nước nữa là vô nhà. À, 5 tấc nữa. Quảng Nam tắt nước nữa là vô nhà, nhà bên đây. Vô nhà là nhà nhiều nhà ngập nát ở trên rồi đây. Ghê quá.
Thôi dừng đây cho mọi người thấy đêm này khủng quá khủng, nước mà lên đây rồi là còn 5 tấc nước nữa là bằng 5,99. Thôi tạm dừng.